Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014, những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, thành công, hạnh phúc và luôn là những người bạn đồng hành với chương trình. Tạp chí Công nghệ và cuộc sống ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phần tin tức sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về sự vận động phát triển của thế giới khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Câu chuyện về những người trực tổng đài 1080 sẽ được phản ánh rõ nét trong mục Câu chuyện công nghệ. Tìm hiểu về mạng không dây Wi-Fi và những vấn đề thường gặp sẽ được các chuyên gia tư vấn cụ thể. Và cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chương trình. Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học động vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam đã nghiên cứu và tạo thành công sản phẩm trứng gà giàu omega 3. Sản phẩm trứng gà này có hàm lượng omega 3 cao hơn từ 5 đến 8 lần so với trứng gà bình thường. Omega 3 là một axit béo quan trọng đối với cơ thể của con người. Nó góp phần đáng kể trong việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hạ cholesterol, ngăn ngừa ung thư và bệnh tiểu đường, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và giảm nguy cơ bệnh Alzheimer. Kết quả nghiên cứu trên của cán bộ Viện Sinh học Nhiệt đới đã được chuyển giao công nghệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Omega Minh Ân, góp phần vào việc đưa các thành tựu khoa học công nghệ vào ứng dụng trong thực tế cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của người dân với giá thành rẻ hơn các sản phẩm nhập ngoại tương tự. Microsoft vừa tung ra bản cập nhật mới cho máy tính bảng Surface Pro 2 nhằm sửa một số lỗi mà người dùng phàn nàn sau khi đã cài bản cập nhật được tung ra vào tháng 12 vừa qua. Ở bản cập nhật trước đó, người dùng than phiền rằng máy tính bảng của họ nhanh chóng bị hết pin sau khi đã sạc đầy pin hay máy tính không thông báo lúc đang sạc pin. Bên cạnh đó, máy tính cũng bị tắt hoàn toàn khi đóng máy thay vì chuyển sang chế độ ngủ. Bộ Khoa học Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo sẽ chi ra khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ để nghiên cứu và phát triển mạng 5G. Theo AFP, Hàn Quốc là một trong những nước có người sử dụng mạng Internet cao nhất trên thế giới. Và với việc sử dụng mạng 5G, người dùng có thể tải nhanh một bộ phim có kích thước lên tới vài gigabyte chỉ trong vòng vài giây. Dự kiến mạng 5G sẽ được thử nghiệm tại Hàn Quốc vào năm 2017 và chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2020. Các chuyên gia công nghệ khẳng định rằng iPhone 6 sẽ được công bố sớm vào tháng 6 năm 2014, tức là vòng đời sản phẩm mới của Apple sẽ rút ngắn xuống còn 9 tháng thay vì 1 năm như trước. Bên cạnh đó, sản phẩm sẽ có hai kích cỡ màn hình khác nhau, thứ nhất là 4,7 inch và thứ hai là 5,7 inch. Trong lễ ra mắt iPhone thông qua nhà mạng China Mobile giữa tháng 1 vừa qua, đại diện của Apple cho biết iPhone phiên bản mới sẽ có những cải tiến quan trọng để giúp người dùng thực sự cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu tên gọi 1080 dần trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng. Dịch vụ 1080 phổ biến không chỉ ví chức năng như một danh bạ điện thoại và địa chỉ, mà còn là nguồn giải đáp thông tin cho nhiều người dân trong rất nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, luật pháp đến cả tư vấn tâm lý giới tính. Và chính vì vậy mà đối với nhiều người, 1080 trở thành một địa chỉ tin cậy, một dịch vụ tiện ích không thể thiếu. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ về dịch vụ này và đặc thù công việc của các điện thoại viên hay các công nghệ hỗ trợ trong việc cung cấp, lưu trữ và giải đáp thông tin của 1080 ra sao. Một câu chuyện công nghệ ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dạ, 1080 danh số 89 xin nghe ạ. Các tổng đài viên với headphone trên tai và hai bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, giọng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng, thái độ phục vụ ân cần, giải đáp mọi thắc mắc của người gọi một cách nhanh chóng và vui vẻ là hình ảnh đẹp trong những ngày Tết. Khi hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi du xuân đón Tết, thì tại tổng đài 1080, số lượng khách hàng gọi điện để hỏi thông tin càng quá tải so với ngày bình thường, nên phải tăng cường thêm điện thoại viên để giải đáp những thắc mắc và câu hỏi của khách hàng. Tất cả mọi thông tin về giá cả, thị trường, tin tức thời sự, văn hóa xã hội, dự báo thời tiết, thậm chí là tìm việc làm, học cách trang điểm, vân vân đều được giải đáp cụ thể, nhanh chóng. VNPT Nghệ An hiện có khoảng hơn 20 điện thoại viên, mỗi ngày bình quân tiếp nhận khoảng gần 500 cuộc điện thoại gọi đến, từ câu hỏi đời thường đến những cuộc trao đổi uyên bác nhất. Dường như dịch vụ giải đáp thông tin của tổng đài 1080 của VNPT Nghệ An đã trở nên quá quen thuộc đối với người dân trong và ngoài tỉnh. Mọi người thường ví von gọi 1080 là cái gì cũng biết, nhưng để làm được điều đó, các điện thoại viên của 1080 đã phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ và phải chịu một áp lực lớn với công việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày và có sự hỗ trợ đắc lực của khoa học công nghệ.
Nếu như trước đây các điện thoại viên phải làm việc căng thẳng vì phải nhớ bằng trí nhớ và ghi vào sổ sách mọi thông tin trong lĩnh vực, thì ngày nay khi khoa học kỹ thuật hiện đại và mạng Internet phát triển liên tục, nên công việc của các điện thoại viên cũng bớt thủ công và vất vả hơn. Vượt trội hơn cả là họ đã xây dựng được một hệ thống dữ liệu phần mềm quản lý thông tin và liên tục cập nhật bổ sung thông tin từng giờ từng phút. Tất cả các dữ liệu xây dựng được, có cả những thông tin độc quyền, sẽ được lưu trữ, sắp xếp một cách có hệ thống và khoa học. Và khi có yêu cầu, chỉ bằng một thao tác nhập lệnh tìm kiếm đơn giản, các thông tin sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình và điện thoại viên có thể giải đáp khách hàng một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Tuy nhiên, yêu cầu của khách hàng ngày càng thêm đa dạng, đã phát sinh thêm cho điện thoại viên hàng loạt công việc mới như cập nhật giá cả hàng ngày, thời gian tổ chức các sự kiện quan trọng, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi và điểm thi đại học, cao đẳng, v.v. Chính vì vậy, công việc này vẫn đang còn được rất nhiều người quan tâm. Công việc của một điện thoại viên trực tổng đài 1080 có những cái đặc thù riêng và chúng tôi phải luôn luôn trau dồi, rèn luyện những cái kỹ năng tổng hợp, đặc biệt là công việc cập nhật thông tin. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ, phương tiện hỗ trợ đắc lực cho công việc của chúng tôi. Giờ đây, VNPT Nghệ An đã xây dựng được một hệ thống phần mềm quản lý thông tin một cách chính xác nhất. Vì thế, với việc tư vấn và giải đáp khách hàng cũng trở nên nhanh chóng và chính xác nhất ạ. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đã mang lại cho cuộc sống con người những tiện ích vượt trội. Ngày nay, mạng không dây Wi-Fi là một trong những bước tiến lớn nhất của ngành máy tính. Hàng chục triệu thiết bị Wi-Fi đã được tiêu thụ trong năm. Ở mọi lúc, mọi nơi, các thiết bị không cần cắp nối vẫn có thể truy cập mạng Internet một cách nhanh chóng và thuận tiện. Wi-Fi là viết tắt của từ Wireless Fidelity hay mạng 802.11, là một trong những phương tiện kết nối mạng không dây, mạng nội bộ và mạng Internet mới nhất, thuận tiện nhất, sử dụng sóng vô tuyến giống như điện thoại di động, truyền hình và radio. Wi-Fi cung cấp khả năng kết nối mạng ở mọi thời điểm, mọi nơi, trong văn phòng, nhà xưởng, ở khách sạn, sân bay, bệnh viện, nhà ga hay các quán cà phê và trường học. Hệ thống cho phép truy cập Internet tại những khu vực có sóng của hệ thống này, hoàn toàn không cần đến cắp nối. Wi-Fi còn ứng dụng để nối mạng LAN Ethernet và kết nối tất cả thiết bị văn phòng như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, IP phone, IP camera hay điện thoại di động. Ngoài các điểm kết nối công cộng, Wi-Fi có thể được thiết lập ngay tại nhà riêng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói mạng không dây Wi-Fi đang ngày càng phủ sóng rộng rãi ở phần lớn những địa điểm tập trung nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, xoay quanh việc kết nối với Wi-Fi còn có rất nhiều vấn đề cần lưu ý. Và những vấn đề này sẽ được anh Kỳ Quang Trung, chuyên viên kỹ thuật mạng viễn thông VNPT Nghệ An giải đáp cụ thể trong mục tư vấn công nghệ. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Công nghệ và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, thì trong thời gian gần đây có rất nhiều người đã quen với việc kết nối và sử dụng mạng không dây Wi-Fi tại rất nhiều địa điểm như cơ quan, trường học hay các quán cà phê. Tuy nhiên thì không ít người lo ngại rằng việc sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí ở những nơi như vậy thì không đảm bảo tính an toàn cho việc bảo mật những thông tin cá nhân của mình. Vậy anh có thể tư vấn cho khán giả của chương trình Công nghệ và Cuộc sống cách sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí một cách an toàn nhất? Vâng. Thì trước hết là người dùng cần phải biết rằng khi mình truy cập vào một cái mạng Wi-Fi công cộng, mình biết rằng cái mạng đấy là có phải là mạng giả mạo hay không. Bạn phải hỏi trực tiếp với nhân viên phụ trách ở cái nơi đấy để biết rằng đó chính là cái nơi họ cung cấp cái mạng Wi-Fi đấy. Và bởi vì hacker có thể sử dụng một cái mạng Wi-Fi giả tạo và đặt một cái tên gần trống như thế để cho phép người dùng kết nối vào, và trong quá trình khi kết nối thì hacker có thể lấy được các thông tin cá nhân như kiểu là email, rồi mật khẩu, rồi các cái thông tin cá nhân của trên mạng, các mạng xã hội, sử dụng các thông tin đó để có thể là giả mạo và gửi cho bạn bè, gửi cho đồng nghiệp và người thân để có thể lấy cắp các thông tin khác nhiều hơn. Cái thứ hai là bạn nên tắt các cái chế độ tự động vào các cái mạng Wi-Fi công cộng cho laptop, smartphone, máy tính bảng của mình và chuyển các chế độ đó sang chế độ là đặt chúng ở dạng thủ công do mình lựa chọn. Luôn luôn cài một ứng dụng antivirus kèm theo là một cái ứng dụng về firewall để chống cái việc truy nhập trái phép của hacker và các cái mã độc. Trong cái quá trình lướt web an toàn thì mình cầm theo đấy là có cả những cái xác mình thực hiện các cái giao dịch để thanh toán. Thì những cái giao dịch đó thì mình cần nên thiết lập một cái đường truyền VPN, là hay ta gọi là mạng riêng ảo.
Bởi vì khi thiết lập VPN thì mình sẽ có được một cái bảo mật mã hóa có suốt quá trình mình xử lý đấy. Đối với các cái công nghệ VPN bây giờ nó rất là phổ biến, có thể là có sẵn có trên mạng và việc cài đặt là nó rất là tương đối là dễ dàng. Câu hỏi tiếp theo từ số điện thoại 0912 341 330 gửi về cho chương trình muốn được anh giải đáp là tôi có dùng bộ phát sóng Wi-Fi nhưng thường xuyên hiển thị biểu tượng dấu chấm than màu vàng tại cột sóng Wi-Fi khiến không thể truy cập được mạng mặc dù báo đã kết nối thành công. Vậy anh có thể tư vấn cho khán giả về khán giả này cách khắc phục lỗi đó? Nguyên nhân rất là nhiều nhưng mà nguyên nhân cơ bản nhất là do cái số lượng kết nối của một cái thiết bị bộ phát Wi-Fi nó quá lớn. Cho nên là thiết bị sẽ không cấp phát được và thiết bị đầu cuối cũng không nhận được. Bạn có thể khắc phục một các cái phương pháp như sau. Đầu tiên, bạn hãy kiểm tra cái thiết bị access point của bạn, thực sự bạn có đặt mật khẩu hay không. Và khi đặt mật khẩu thì bạn đã chia sẻ cho bao nhiêu người dùng và cái số lượng người dùng đấy tại một thời điểm cao nhất là bao nhiêu người. Thì bạn sẽ biết được là thiết bị của bạn có quá tải hay không quá tải. Còn thứ hai nữa là thiết bị của bạn không đặt mật khẩu Wi-Fi thì cái hiện tượng limit access là chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì bạn không kiểm soát được cái số lượng thiết bị bạn kết nối vào tại thời điểm nào đấy, bạn cũng không thể kết nối vì nó quá lớn, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tắc nghẽn và quá tải, thì nó luôn luôn bị như thế. Cách đơn giản nhất và phổ dụng nhất là bạn hãy khởi động lại cái máy tính của bạn, hãy khởi động lại cái thiết bị smartphone máy tính bảng của bạn và kèm theo khởi động luôn cái bộ phát Wi-Fi của bạn. Cách thứ ba là bạn hãy gỡ và cài đặt cái cặc mạng Wi-Fi của trên cái laptop của bạn hoặc trên cái máy tính của bạn. Trong các trường hợp ở cách khắc phục như trên mà không thể giải quyết được cái lỗi đó cho bạn, bạn có thể liên hệ cái số điện thoại 0388 00126 để được tư vấn và hỗ trợ và xử lý. Xin được cảm ơn anh Quang Trung về những chia sẻ vừa rồi và Hà Phương cũng hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý khán giả sẽ có sự sử dụng mạng Wi-Fi một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tương tác với khán giả ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình, theo bạn IPTV được truyền tín hiệu theo hình thức nào? Và đáp án đúng là đáp án B, truyền theo mạng băng thông rộng. Và Hà Phương rất vui mừng được thông báo chủ nhân của số điện thoại may mắn đã trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là anh Nguyễn Hữu Tuấn, địa chỉ xã Quỳnh Bàng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với số điện thoại 01646135007. Và câu hỏi của kỳ này như sau, theo bạn để kết nối với mạng Wi-Fi, các thiết bị điện tử cần có điều kiện gì? A. Thiết bị điện tử cần phải có cáp nối. B. Thiết bị điện tử cần ở trong khu vực có sóng Wi-Fi. Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An với trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email congnghevacuocsongntv@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và Cuộc sống NTV hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0383 999 686. Và để xem lại những chương trình đã phát sóng, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ, Hà Phương xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.